Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Cổ phiếu ngành chứng khoán là một trong những cái nhóm có được cái tốc độ tăng trưởng giá rất mạnh trong những cái chu kỳ đi lên, và nó cũng đồng thời là những cái cổ phiếu giảm khá mạnh trong những cái đợt đi xuống. Thì gần đây trong năm 2020 đến 2021 có những cổ phiếu chứng khoán tăng tới 8 đến 10 lần, thậm chí cao hơn. Và những cái cổ phiếu này nó thu hút được rất nhiều các cái sự quan tâm của nhà đầu tư. Bởi vậy cho nên hôm nay AZFIN Việt Nam sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về phân tích đầu tư cổ phiếu chứng khoán như thế nào cho nó phù hợp để quý vị áp dụng cho đầu tư hiệu quả. Nội dung gồm có 3 phần chính như sau. Đầu tiên là tổng quan về ngành chứng khoán. Thứ hai là những điều cần chú ý khi phân tích báo cáo tài chính ngành chứng khoán. Thứ ba là phương pháp định giá cổ phiếu ngành chứng khoán nào phù hợp để nhà đầu tư có thể áp dụng. Trước tiên là về tổng quan ngành chứng khoán. Thứ nhất, cái loại hình kinh doanh của các công ty chứng khoán. Thì công ty chứng khoán có thể có một hoặc hơn một mảng kinh doanh. Đó là môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán. Thì hiện nay các cái công ty chứng khoán lớn có quy mô vốn đều trên 300 tỷ cả. Thậm chí có những công ty có quy mô vốn điều lệ lên đến 6-7 ngàn tỷ. Thì nó hoàn toàn đủ đáp ứng hết các cái yêu cầu về vốn để có thể đủ hết các cái hoạt động kinh doanh. Thì để có thể đủ hết các cái hoạt động kinh doanh này thì công ty chứng khoán cần lượng vốn là 300 tỷ đồng. Thì như vậy là về cơ bản những công ty nhỏ nhoi thôi thì nó cũng có thể đáp ứng được cái tiêu chí này. Tuy vậy thì không phải công ty nào thì họ cũng hoạt động đầy đủ cả bốn, hoặc là họ hoạt động một cách rất là lệch. Có những hoạt động thì chiếm tới 90%, có hoạt động thì chỉ 1-2%, đúng không ạ? Thế thành ra chúng ta cần phải xem xét kỹ xem nó kinh doanh một hay là mấy mảng kinh doanh. Và khi phân tích như tôi đã trao đổi rồi đấy, thì chúng ta cần phải xem công ty có những hoạt động nào mạnh, tỷ trọng của mỗi hoạt động kinh doanh đó thì chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái cơ cấu doanh thu lợi nhuận của công ty. Để từ đó chúng ta tập trung vào phân tích đánh giá những cái mảng chính nhất của công ty, bởi vì những cái mảng đó nó sẽ quyết định đến cái kết quả kinh doanh của công ty cũng như cái giá cổ phiếu của công ty như thế nào. Tiếp theo, về trong cái loại hình đó thì chúng tôi rút ra được những cái kết luận như sau. Công ty chứng khoán nào mà mạnh về môi giới, tư vấn đầu tư thì sẽ rất mạnh về cho vay. Khi mà họ mạnh môi giới, tư vấn đầu tư, họ có nhiều khách hàng thì hiển nhiên những cái khách hàng họ vay cũng rất nhiều. Và nó sẽ hưởng lợi khi thị trường chứng khoán có thanh khoản rất cao. Ví dụ như là năm 2021, từ đầu năm đến hết quý 3, thanh khoản thị trường chứng khoán rất cao. Thì những cái công ty mà có hoạt động môi giới mạnh thì sẽ được hưởng lợi rất lớn. Ví dụ như VPS, ví dụ như VN Direct chẳng hạn. VN Direct tăng tới hơn 8 lần, đúng không ạ? Và bản Việt cũng được hưởng lợi rất mạnh. Còn những cái công ty tự doanh thì về cơ bản hưởng lợi ít hơn một chút. Thứ hai là công ty chứng khoán nào mà thiên về tự doanh thì sẽ hưởng lợi khi danh mục của họ và thị trường chứng khoán nói chung tăng điểm mạnh. Thì chúng ta có thể vào báo cáo tài chính để chúng ta nhìn vào cái danh mục đầu tư của công ty chứng khoán. Thì chúng ta biết được rằng, kết thúc quý thì cổ phiếu nào nó cầm từ cuối quý trước đến nay tăng mạnh chẳng hạn, thì về cơ bản là kết quả kinh doanh của công ty sẽ khá hơn. Thì như vậy nó phụ thuộc rất nhiều vào cái sự tăng hay giảm của thị trường chứng khoán. Còn về môi giới, họ không cần biết tăng hay giảm mà chỉ cần giao dịch nhiều là họ có phí nhiều, đúng không ạ? Tiếp theo, công ty chứng khoán mà mạnh về cái mảng bảo lãnh phát hành thì sẽ hưởng lợi khi mà M&A sôi động, chủ yếu trong cái điều kiện nền kinh tế mạnh và phát triển cao, rồi là các cái nhà đầu tư nước ngoài lớn, thì khi đó M&A nó sẽ diễn ra rất mạnh và các cái công ty chứng khoán mạnh về IB sẽ được hưởng lợi. Ví dụ như chứng khoán Bản Việt chẳng hạn, những năm vừa qua họ được hưởng lợi khi mà thị trường chứng khoán sôi động. Ví dụ năm 2017-18 các cái thương vụ của Techcombank, đúng không ạ? VPBank. Rồi là năm 2021 này được hưởng lợi từ các cái thương vụ ví dụ như thoái vốn FE Credit của VPBank và một số cái thương vụ lớn khác nữa. Tiếp theo, về yếu tố thứ hai trong cái tổng quan ngành chứng khoán, đó là các cái yếu tố tác động đến sự phát triển của thị trường chứng khoán và các công ty chứng khoán. Thì đầu tiên phải nói đến tỷ lệ nhà đầu tư trên tổng dân số. Thì ở Việt Nam hiện nay đâu có hết tháng 8 năm 2021 có khoảng 3,2 triệu nhà đầu tư. Thì tài khoản ấy
thì số lượng nhà đầu tư thực sự thì chưa đến 1 triệu. Như vậy là trên dân số của chúng ta chỉ là 1% thôi. Thì so với những cái nước tương đương chẳng hạn thì chúng ta vẫn đang rất thấp. Như vậy dư địa còn tăng trưởng sẽ rất lớn. Thứ hai là thu nhập dôi dư, tức là cái phần thu nhập mà sau khi người dân họ đã đủ chi tiêu những cái chức năng cơ bản, sinh hoạt cơ bản, thì cái phần dôi dư ra mà càng nhiều thì họ sẽ có càng nhiều tiền để họ phân bổ vào các kênh đầu tư. Thì trong đó chứng khoán là một kênh được lựa chọn trong số đó, đúng không ạ? Thì cái này nó phụ thuộc vào cái việc tăng trưởng của tầng lớp trung lưu có nhanh hay không. Nếu tăng trưởng nhanh thì rõ ràng rằng cái tiền vào thị trường chứng khoán sẽ nhiều, đúng không ạ? Ví dụ như ngày trước thì khi mà thu nhập còn thấp thì người ta tích cóp mỗi tháng, mỗi năm được một chút xíu thôi. Thế là người ta cứ gửi tiết kiệm, đúng không? Hoặc mua chút vàng. Thì bây giờ rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí mới 22, 23 tuổi thu nhập 4-50 triệu, đúng không ạ? Các bạn dôi dư rất nhiều, đúng không ạ? Thì khi đó các bạn lại nghĩ đến việc đầu tư chứng khoán nhiều hơn. Thứ ba là việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn và nâng hạng thị trường. Đây là những cái đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì bản chất của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày trước ấy, thì xuất phát chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa niêm yết thôi. Và bây giờ các doanh nghiệp nhà nước vẫn rất lớn và rất nhiều. Thế do đó khi mà cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước được đẩy mạnh thì rõ ràng thị trường chứng khoán sẽ trở nên rất sôi động. Vì đấy là những cái tài sản rất tốt mà người ta ao ước được sở hữu. Rồi là cái vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thì được kỳ vọng rất nhiều ở thị trường chứng khoán của chúng ta. Rất nhiều các tiêu chí chúng ta đã vượt xa hoàn toàn rất nhiều các cái nước ở trong cái thị trường mới nổi rồi. Nhưng mà chúng ta còn một số cái yếu tố nhỏ chúng ta chưa đáp ứng. Thế thành ra là cho dù chúng ta mạnh vượt trội so với họ nhưng vẫn chưa được vào. Thì đến nữa nếu mà khi được nâng hạng thì Việt Nam sẽ được rót vốn rất lớn và kỳ vọng cái sự tăng trưởng rất mạnh. Đấy là trong ngắn hạn, đúng không ạ? Rồi tiếp theo thứ tư là yếu tố về công nghệ và các sản phẩm phái sinh. Thì khi công nghệ phát triển thì người ta tiếp cận đến đầu tư chứng khoán một cách dễ dàng và đơn giản hơn. Từ đó thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn. Rồi là các sản phẩm phái sinh mà nó đa dạng hơn thì nó sẽ thu hút được nhiều đối tượng hơn tham gia vào cái thị trường này thì cũng sẽ rất tốt. Thì ở Việt Nam cũng đang dần cái vấn đề này. Và công nghệ vừa rồi thực sự là có sự tác động rất lớn, khiến cho một năm vừa qua số lượng tài khoản mở bằng khoảng độ 6 đến 7 năm trước đó cộng lại, rất khủng khiếp. Tiếp theo, thứ năm, nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chúng ta có nhiều hay không? Thì nhà đầu tư nước ngoài không những mang vốn đến mà họ còn mang nhiều thứ đến trên cái thị trường này. Do đó họ sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường. Nếu nhà đầu tư nước ngoài tham gia càng sâu rộng thì rõ ràng rằng là thị trường chứng khoán sẽ càng phát triển tốt. Tiếp theo thứ sáu đó là sự gia nhập của các công ty chứng khoán quốc tế thì nó ảnh hưởng đến cái sự cạnh tranh trong cái lĩnh vực này. Ví dụ như ở Việt Nam thu hút rất nhiều các cái công ty chứng khoán của Hàn Quốc bởi vì lãi suất ở bên đó họ rất rẻ. Có khi họ sang Việt Nam họ chỉ cần cho vay với lãi suất 9-10% thôi, trừ chi phí họ vẫn được 7-8%, rất cao, cao gấp nhiều lần so với việc tiền gửi ở bên họ khoảng 2% chẳng hạn. Thì như vậy là Việt Nam cũng thu hút rất nhiều các đối tượng đó. Khi mà các công ty chứng khoán ngoại vào thì đồng thời họ sẽ cạnh tranh rất mạnh với các công ty chứng khoán trong nước. Thì từ đó tạo ra một cái đầu tiên là chọn lọc các công ty nào mạnh sẽ phát triển. Thứ hai là công ty nào mà phát triển được, nắm được cái thị trường này sẽ phát triển rất to, rất lớn. Tiếp theo là vấn đề chú ý khi phân tích báo cáo tài chính ngành chứng khoán như thế nào. Thì đầu tiên là cái tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, hay viết tắt là FVTPL. Thì FVTPL sẽ được hạch toán theo giá thị trường. Tức là đây là những cái khoản mà công ty đầu tư chủ yếu là cổ phiếu đấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ hạch toán theo giá thị trường. Ví dụ cổ phiếu Hòa Phát họ mua giá 20, bây giờ giá 30 thì nó sẽ được hạch toán ở trên báo cáo tài chính là giá 30, đúng không ạ? Đó, thì nếu mà các cái khoản lãi chưa thực hiện, tức là như tôi vừa nói đấy, mua giá 20 mà bây giờ lên 30 thì mà chưa bán, tức là lãi chưa thực hiện thì sẽ được ghi nhận, sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận cho dù chứng khoán chưa bán, đúng không ạ? Cho dù chứng khoán chưa bán. Đó, thì người ta tính bằng cách nào? Tính bằng cách lấy cái giá đóng cửa của ngày cuối cùng của quý, chốt báo cáo tài chính trừ đi cái giá cuối cùng của quý trước thì ra cái phần chênh. Nếu mà âm thì ghi lỗ, nếu mà dương thì ghi lại luôn, kể cả cho dù nó chưa bán cái cổ phiếu đi. Đấy là đặc thù của FVTPL. Thì nó sẽ phân biệt với cái AFS sau này. Thì tiếp theo là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, HTM.
thì chủ yếu là cái tiền gửi ngân hàng. Tiền gửi ngân hàng. Ở một số công ty có khoản mục này rất lớn như SI và VD, thì ở trên đây là báo cáo tài chính của VD, thì là do họ kinh doanh vốn, kinh doanh nguồn vốn, tức là họ vay rồi lại họ cho vay lại để ăn chênh. Đó, thì nó rất lớn. Đây chúng ta có thể thấy nó lên đến 4.000 tỷ ở tại ngày 30 tháng 6 năm 2021, đúng không ạ? Thì cái việc này nó không liên quan đến việc ghi nhận lãi lộ thường xuyên như cái danh mục tự doanh FVTPL ở phía trên. Thế thành ra về cơ bản những cái khoản này rất là ổn định. Ổn định. Tuy vậy thì trong báo cáo kết quả kinh doanh những cái này thì người ta gộp lại vào một. Thì nhiều người cứ tưởng đấy là tự doanh và sợ nó biến động, nhưng thực ra khoản này nó rất ổn định và bền vững. Tiếp theo, về cái các khoản cho vay. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy khoản số 4 là các khoản cho vay đấy các quý vị ạ. Tức là ví dụ ở trường hợp này VND các khoản cho vay lên đến 9.300 tỷ. Cao hơn, cao gấp đôi so với cùng so với cuối năm 2020. Thì cho thấy rằng đây chính là cái khoản công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay, hay gọi là vay margin, hay là đòn bẩy tài chính. Thì quý vị có 1 đồng, quý vị có thể mua 1,5 đồng chẳng hạn, thì 0,5 đồng là được vay đấy. Thì công ty chứng khoán này chúng ta có thể nhìn thấy đấy. Ví dụ tăng gấp đôi trong 6 tháng đầu năm. Như vậy khi tăng gấp đôi thì chúng ta thấy điều gì? Đó là tiền thu từ việc lãi cho vay sẽ rất lớn. Rất lớn, khủng khiếp luôn. Và cho vay lớn như thế này thì chứng tỏ rằng cái hoạt động môi giới, cái hoạt động này kia của họ cũng rất phát triển. Đúng không ạ? Đó, thì đấy là khoản cho vay, chính là margin đấy. Tiếp theo, tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS. Thì lãi lỗ chưa thực hiện sẽ không hạch toán trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Tức là ví dụ như này, cổ phiếu ở trong cái danh mục này họ mua với giá 20 đi, bây giờ giá 30 rồi chẳng hạn, thì họ không ghi. Họ không ghi. Đó, đúng không ạ? Họ không ghi. Thì lỗ chưa thực hiện sẽ đi vào bảng có tên là báo cáo thu nhập toàn diện khác, đúng không ạ? Sau đó được ghi nhận trực tiếp vào mục đánh giá lại tài sản. Có đánh giá lại tài sản ở đây. Trong phần vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán, lãi chưa thực hiện, tức là nó chưa bán đi đấy, sẽ không được ghi nhận vào lợi nhuận. Đến khi chứng khoán được bán thì khoản lãi này mới được ghi nhận vào lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh. Thì rất nhiều người trông chờ vào cái cổ phiếu chứng khoán Bản Việt, bởi vì nó sở hữu rất nhiều các cái cổ phiếu mà tăng giá mạnh từ đầu năm đến giờ chẳng hạn. Nhưng mà nếu họ chưa bán thì ở trong cái khoản mục AFS thì nó sẽ chưa ghi lợi nhuận. Thì người ta kỳ vọng rằng trong tương lai khi nó bán thì nó sẽ ghi lợi nhuận đột biến và rất khủng khiếp. Đó, ví dụ như thế. Thì khi chúng ta đánh giá công ty chứng khoán, chúng ta cũng cần phải đánh giá cái khoản này một cách kỹ càng và cẩn thận hơn. Tiếp theo, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán như thế nào? Đầu tiên là doanh thu và chi phí của các công ty chứng khoán. Thì từng mảng được tách biệt rất rõ ràng và chi tiết. Rõ ràng chi tiết như nào, một lát nữa tôi sẽ trình bày một cái báo cáo cho quý vị nhìn thấy. Do đó cái tính hiệu quả kinh doanh của mỗi mảng thường khá đơn giản. Các bạn lấy doanh thu của từng mảng ấy trừ đi chi phí của từng mảng ấy, thì ra lợi nhuận gộp của mỗi mảng. Đó, thế này chúng ta đánh giá được từng mảng hiệu quả như thế nào so với các đối thủ và so với chính nó của quá khứ. Đúng không ạ? Và các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất thị trường thì thường đi kèm với cho vay ký quỹ lớn nhất. Thế do đó ông nào mà có hoạt động môi giới rất mạnh, rất khỏe, thu được nhiều phí môi giới, đồng thời ông cũng thu được rất nhiều phí từ cho vay ký quỹ rất lớn. Tuy nhiên, rủi ro đối với hoạt động cho vay này thì chúng ta phải xem xét cái danh mục họ cho vay, rồi cái tỷ lệ họ cho vay có đáp ứng được yêu cầu ủy ban chứng khoán không? Bởi vì rất nhiều công ty chứng khoán đã xé rào cho vay rất lớn thì có thể rủi ro nó cao hơn, hoặc cho vay những cổ phiếu không được phép cho vay thì rủi ro sẽ cao hơn. Thì chúng ta cần phải chú ý những cái vấn đề này. Rồi quản trị rủi ro của công ty như thế nào, đúng không? Rồi tiếp theo, vấn đề thứ ba đó là các công ty chứng khoán có khoản HTM lớn, tức là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ấy, thì nó thường đi kèm với nợ vay rất lớn. Bởi vì đây là cái hoạt động kinh doanh nguồn vốn của họ. Họ đi vay với cái lãi suất của ngân hàng nước ngoài với lãi suất đâu khoảng 2-2,5%, và họ gửi trong nước lãi suất khoảng 7%. Có được giai đoạn cao 9%, thấp thì 6%. Thế là họ ăn chênh mấy phần trăm. Thì thường nợ vay của họ sẽ nhiều. Thế thành ra là chúng ta tính cái nợ vay chuẩn của công ty chứng khoán, chúng ta phải lấy tổng nợ vay chúng ta trừ đi cái khoản HTM. Thế thì đấy nó mới ra một khoản nợ vay đúng. Chứ nếu chúng ta chỉ nhìn nợ vay không thì thường nó, những công ty như này sẽ rất lớn và chúng ta đánh giá rủi ro là chưa đúng. Đúng không ạ? Đó. Đó. Chúng ta cần phải chú ý như thế. Thứ tư là rủi ro lớn nhất đối với một công ty chứng khoán thường đến từ danh mục tự doanh lớn.
Ví dụ FVTPL và AFS là hai cái thường ghi nhận tự doanh ở đấy, chủ yếu là cổ phiếu. Một số công ty có ghi trái phiếu ở đấy nhưng mà chủ yếu cổ phiếu người ta ghi đấy. Thì nên khi tao phân tích thì tao phải luôn chủ yếu theo sát các cái cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tự doanh của các công ty này. Đó ạ. Ví dụ cái trường hợp của công ty chứng khoán SHS Sài Gòn Hà Nội, họ nằm mấy chục triệu cổ phiếu SHB. Thế thành ra mỗi khi cái cổ phiếu SHB ấy biến động tăng giảm ấy thì nó ảnh hưởng cực mạnh đến cái kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán này. Đồng thời giá cổ phiếu cũng tăng hay giảm cực kỳ mạnh. Ví dụ trong năm 2021 vừa qua, cổ phiếu SHB đâu đó họ tăng khoảng độ 5-6 lần, 6-7 lần, làm cho công ty chứng khoán SHS có lợi nhuận siêu khủng khiếp. Thế thành ra giá cổ phiếu nó cũng đẩy lên rất cao. Hay là một trường hợp khác, ví dụ như công ty cổ phần chứng khoán FPT, họ có duy nhất một khoản tự doanh đó là đầu tư vào cái cổ phiếu May Sông Hồng. Chúng ta có thể thấy giá cổ phiếu May Sông Hồng tăng rất mạnh quý 2, quý 3 năm 2021, tăng gấp đôi. Thế thành ra làm cho cái kết quả kinh doanh của cái công ty chứng khoán FPTS này nó sẽ tăng trưởng rất mạnh trong quý 2, quý 3. Đặc biệt quý 3 năm 2021 này. Từ đó người ta nhìn thấy điều đó, người ta đã nhảy vào người ta mua cổ phiếu chứng khoán FPTS. Đúng không? Thì quý vị cần phải chú ý những cái điều đó. Khi mà giá cổ phiếu chứng khoán FPTS nó chưa nhảy đâu. Giá rất mềm nhưng mà MSH, May Sông Hồng lại tăng rất mạnh. Nếu nhiều quý vị mua vào giai đoạn đó thì có thể kiếm lợi nhuận khủng khiếp. Tiếp theo, công ty chứng khoán có mảng bảo lãnh phát hành mạnh, thường có mảng thu xếp vốn rất hiệu quả và khách hàng tổ chức phát triển. Ví dụ công ty chứng khoán Techcombank, công ty chứng khoán ORS, tức là chứng khoán Tiên Phong Bank ấy, thì họ có một mảng gọi là mảng tư vấn bảo lãnh phát hành rất khỏe liên quan đến trái phiếu. Thế thành ra họ cũng thu xếp vốn được cho các cái công ty rất nhiều. Đúng không? Và khách hàng tổ chức của họ rất phát triển, rất lớn. Hiệu quả của họ thường rất cao. Hay là Bản Việt cũng thế, nhân viên tuy nhỏ nhưng số lượng lợi nhuận họ rất lớn. Hay Techcombank thế, có khi nhân viên chỉ chưa đến 500 người mà lợi nhuận lên đến khoảng 2.500 tỷ sau thuế năm 2021, thậm chí cao hơn. Thì quý vị có thể thấy nó kinh khủng khiếp như thế nào. Đúng không? Còn các cái công ty môi giới thì về cơ bản lợi nhuận nó sẽ thấp hơn một chút, bởi vì nhân viên họ rất là nhiều. Đúng không? Tiếp theo, đây là cái bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán. Quý vị có thể thấy vì doanh thu hoạt động họ tách ra đẻ. Đầu tiên là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ FVTPL. Đúng không ạ? Thì là bao nhiêu? Thì ở dưới nó lại có lỗ từ các khoản tài sản tài chính FVTPL. Theo quý vị lấy cái lãi ở trên trừ cái lỗ ở dưới, thế là suy ra cái lợi nhuận gộp của cái hoạt động này. Thì quý vị có thể đi chi tiết hơn. 1.1 là lãi từ tài sản tài chính FVTPL, tức là từ việc bán. Đúng không ạ? Dưới là lỗ từ việc bán. Tức là ở công ty chứng khoán này ấy, nó không bù trừ, mà nó bán được cái nhóm cổ phiếu nào lãi nó ghi phần trên, bán nhóm cổ phiếu nào theo cắt lỗ nó ghi phần dưới. Đúng không ạ? Rồi tiếp tục 1.2, 1.3, 1.4 trừ đi ở phía dưới. Thế là chúng ta sẽ đánh giá được đấy là nó đến từ đâu, và soi xét với các quý trước xem hiệu quả nào và liệu nó có an toàn trong tương lai hay không. Rồi tiếp theo, ví dụ đây, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM đấy. Đúng không ạ? Rồi nó có chi phí đấy. Đúng không ạ? Rồi lãi từ các cái khoản cho vay và phải thu, tức là đây là các khoản margin đấy. Rồi lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán, đây là cũng là mảng tự doanh này. Rồi là doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán này, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán này, vân vân. Thì ở dưới này cũng có chi phí cho các cái hoạt động như thế. Đúng không ạ? Thì khi quý vị nghiên cứu ấy, thì ví dụ ở báo cáo kết quả kinh doanh này, quý vị thấy cái nào lớn nhất? Một là liên quan đến tài sản tài chính của nó cũng khá lớn. Đúng không ạ? Ví dụ doanh thu 384 tỷ. Thứ hai ấy, khoản lớn thứ hai của nó ấy, chính là khoản lãi các khoản cho vay và phải thu 244 tỷ. Đây chính là cái khoản liên quan đến gọi là cho vay margin. Đấy, nó đi kèm với môi giới. Thì chúng ta nhìn thấy môi giới đây. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán lên đến bao nhiêu đấy? 371 tỷ đồng. So với năm ngoái có 108 thì là tăng gấp 3,5 lần. Đúng không? Đó. Tiếp theo là doanh thu bảo lãnh phát hành có 58 tỷ. Thì quý vị khi đánh giá kết quả của nó ấy, thì chúng ta hãy tập trung vào những con cái gì lớn nhất ở đây. Đúng không? Đấy chính là những cái ngành nghề kinh doanh chính. Chính là hoạt động kinh doanh chính của nó. Thì kết quả của doanh nghiệp này nó sẽ tăng mạnh hay nó sẽ giảm mạnh, nó phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động này. Đúng không? Ví dụ riêng trong cái quý 2 đây, hoạt động môi giới thu được 371 tỷ doanh thu. Đúng không? Chi phí môi giới là 212. Thì như vậy cái lợi nhuận của nó là khoảng độ gần 160 tỷ riêng quý 2. Đúng không ạ? Nó mang lại. Rồi tiếp theo cái mảng cho vay margin 244 tỷ, vân vân.
Đó, thì khi chúng ta đánh giá được từng mảng và biết được thế mạnh của công ty như thế nào, thì chúng ta nhìn vào thì yếu tố thị trường hay những cái yếu tố tác động liên quan, thì chúng ta biết được rằng à, quý 3, quý 4, quý 5 nó sẽ như thế, nó sẽ ra sao, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá được cái kết quả kinh doanh trong tương lai của công ty chứng khoán. Tiếp theo là vấn đề liên quan đến định giá cổ phiếu công ty chứng khoán. Thì đầu tiên đặc thù lĩnh vực này là kinh doanh tiền là chính. Ví dụ tự doanh thì cũng dùng tiền để mua cổ phiếu, đúng không? Cổ phiếu quy ra tiền. Hay là kinh doanh nguồn vốn, đó là bạn đi vay tiền rồi cho vay lại giống như ngân hàng. Hay là cho vay ký quỹ, đó là cho vay margin đấy, cho nhà đầu tư đấy. Thứ hai là bên cạnh đó thì có dấu ấn hoạt động dịch vụ. Đầu tiên là lĩnh vực liên quan đến kinh doanh tiền, nó là chủ đạo. Nhưng mà nó cũng có hoạt động, có dấu ấn của hoạt động dịch vụ. Ví dụ môi giới nó không cần vốn, IB, tư vấn đầu tư về cơ bản không cần vốn. Và thứ ba, thị trường chứng khoán thì lại luôn biến động rất mạnh và kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán cũng như vậy. Bởi vậy, thế cho nên chọn phương pháp định giá như thế nào phù hợp là một điều tương đối khó khăn. Tuy vậy, qua nhiều năm nghiên cứu và đầu tư chứng khoán có thể nói là cũng khá thành công của chúng tôi. Thì chúng tôi thấy rằng việc định giá cổ phiếu chứng khoán cần phải kết hợp cả hai yếu tố thì nó sẽ đưa ra một cái kết luận chính xác. Đầu tiên là dùng PE định giá cho cái mảng kinh doanh môi giới và ngân hàng đầu tư. Đúng không? Bởi vì những mảng này là mảng dịch vụ thì hoàn toàn có thể định giá theo PE được. Tiếp theo, thứ hai là dùng PB để định giá cho mảng kinh doanh nguồn vốn tự doanh và cho vay ký quỹ. Thì những mảng này sử dụng tiền thì chúng ta định giá theo PB. Và quý vị hãy lưu ý như này, chúng ta cần phải kết hợp cả hai cái. Kết hợp cả hai cái thì mới ra một cái kết luận tương đối phù hợp và chính xác. Đó. Còn khi mà cổ phiếu này mà PB cao quá thì lên chạy. Lên chạy. Bởi dù sao chủ yếu tài sản của nó là tiền. Tiếp theo, cái kết luận đưa ra là ngành chứng khoán vừa là một ngành tăng trưởng nhưng mà cũng là một ngành chu kỳ, nên nó phù hợp với những người đầu tư theo sóng, theo từng giai đoạn, chứ nó cũng không phù hợp với những người nắm trường kỳ rất dài. Bởi vì có những lúc giá cổ phiếu nó giảm còn đâu đó có 30%, 20% so với đỉnh thì rất nguy hiểm, rất áp lực. Và việc mua cổ phiếu ngành này tốt nhất là khi PB thấp và giá cổ phiếu sụt giảm mạnh thì quý vị hãy thật tự tin mua. Ví dụ PB về khoảng 1 đến 1.2 đối với những cái cổ phiếu đầu ngành của ngành chứng khoán chẳng hạn, nắm những cơ hội rất tốt. Hoặc trong thị trường phát triển thì có thể PB bằng 1.5 cũng rất hấp dẫn. Thì trên đây là những đánh giá của tôi về cái phân tích đánh giá cổ phiếu ngành chứng khoán. Hy vọng nó sẽ góp ích nhiều cho quý vị để quý vị đầu tư hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.